mà đau. Xin chào mọi người. Việc cắt móng cho mèo cũng là một việc vô cùng cần thiết. Không biết là mọi người cắt móng cho chúng nó như thế nào và cắt móng bao nhiêu lần trên một tuần. Hôm nay là một thứ bảy rảnh rỗi thì mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn cho mọi người về cách cắt móng cho mèo. Mèo của mình thì không thích cắt móng cho lắm. Và thường thì lúc mà mình cắt thì các bạn ấy sẽ không hợp tác. Như bây giờ đây, đang có vẻ không ưng ý lắm. Không hiểu đây là thái độ gì. Nhưng mà kệ thôi, là bạn ấy đang buồn ngủ. Và những lúc buồn ngủ thì sẽ dễ hành động hơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng quan sát một chút về móng, cấu tạo móng chân của các bạn ấy nhé. Nope. Đấy, không cho. Chỉ mượn một tí thôi. Ôi nào, chỉ mượn một kẹo thôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thường thì là một tuần, hai tuần là mình đã cắt móng rồi. Bởi vì cái móng của các bạn ấy mọc rất là nhanh. Và cũng giống như là móng tay người vậy. Các bạn mèo không cắt móng tay thì cái phần móng của các bạn ấy sẽ rất là nhọn. Và rất dễ gây tổn thương cho những người mà chơi với các bạn ấy, đặc biệt là các em nhỏ. Và các bạn ấy có một cái thói quen đấy là hay cào móng. Thì khi mà đây, ví dụ như cái móng này, thì khi mà cào móng ấy thì những cái phần nhọn như thế này nó sẽ móc vào. Ví dụ nhà mình là sofa thì bị các bạn ấy cào hết, thì những cái phần nhọn như thế này sẽ móc vào sofa và sẽ dễ làm hư hại đồ đạc hơn. Thậm chí là móc vào mà không thể nào lấy ra được thì sẽ làm cho các bạn ấy bị đau. Đây là một cái móng ở bên hông. Móng như này nha. Ôi, em cong tay lên tí nào. Được cái là lúc ngủ thì rất là ngoan nên mân mê gì cũng được. Nhìn ông bé bé xinh xinh. Đó. Thì chúng ta có thể cắt móng cho các bạn ý sát đến cái phần thịt hồng này. Nó cũng giống như tay người, như tay mình vậy nè. Phần móng sẽ là phần trắng nhô lên. Và phần hồng ở dưới thì bắt đầu nó là sẽ là thịt và các mạch máu. Nên nếu các bạn có thể dễ dàng để ý các phần trong trong này, các bạn có thể cắt. Nếu mà cắt phạm phải cái phần hồng dưới này thì các bạn ấy sẽ bị đau và chảy máu. Và dụng cụ mà mình cắt cho các bạn ý ngày xưa thì mình hay dùng kéo. Nhưng mà không phải là tự nhiên người ta lại sinh ra cái kìm cắt móng cho mèo, đúng không nào? Bởi vì cấu tạo của cái dụng cụ này nó lại hoàn toàn khác. Cái này của mình thì nó có một cái khóa rất là hay nha. Mình sẽ khóa lại. Và trẻ con, nếu mà nhà có trẻ con thì sẽ không sợ là các bạn ấy lấy nghịch và tự cắt vào tay mình. Và lúc mình sử dụng thì mình sẽ mở ra. Đó. Có lò xo ở đây và mình chỉ việc bấm thôi. Còn nếu mà sử dụng xong thì mình sẽ khóa lại như thế này. Rất là tiện lợi. Trước khi cắt thì mình sẽ nhẹ nhàng lót một tờ giấy ở dưới tay của các bạn ý để hứng các cái móng sẽ bị rơi ra đây. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cắt. Đó. Thấy không? Cái chân của các bạn ý thường là sẽ gãi tai hoặc là cào đất, cào cát khi mà đi vệ sinh nên là rất là bẩn. Thôi, chị biết rồi. Cho các bạn xem chút nha. Thấy không ạ? Rất là đen. Nên cái việc mà mình cắt móng chân thường xuyên là cực kỳ cần thiết. Chúng ta cùng thực hành nào. Đầu tiên thì mình sẽ dình lúc bạn ấy buồn ngủ một tí. Xong sau đấy vuốt ve để cho bạn ấy không để ý đến cái công việc mà mình sẽ làm. Hoặc là làm trong lúc các bạn ấy ngủ thì càng tốt. Đây là hơi tỉnh tỉnh rồi đấy.
Rồi bắt đầu từ cái móng này trước nha. Mình sẽ bóp nhẹ để cho cái phần móng nó lồi ra ngoài khỏi cái thịt. Gọi là gì ta? Mình cũng không biết gọi nó là gì cả. Đó, mình sẽ cho cái kéo vào đây. Các bạn nhìn thấy phần móng và phần thịt rồi đúng không? Mình chỉ việc bấm một cái. Các bạn ấy không hề đau một chút nào cả. Đây là móng đã được cắt rồi. Còn như mình thấy thì phần lớn các bạn cũng không thích mài móng lắm, nên các bạn cứ nhẹ nhàng để cắt, cho nó tròn tròn thì càng tốt. Ngoan không? Anh đang buồn ngủ mà. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cắt các cái móng tiếp theo nhé. Ngủ đi. Tự xòe ra luôn này, cho nếu mà ngủ thì muốn làm gì cũng được luôn đấy. Ơ kìa, gọi tí thôi. Rồi xong rồi. Thôi nhá, thôi nhá. Có đau gì đâu mà. Rồi. Miêu 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 miêu. Thấy chưa? To không? Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cắt ở chân sau. Chân sau thì mình cũng làm như thế. Mình bóp nhẹ lên là nào, chịu đựng tí thôi. Đen thế nhỉ? Em bóc gì mà đen thế? Bẩn. À, ôi, đau à? Đau đâu mà đau? Móng của phía chân sau thì nó không có mọc dài như là chân trước, nên khi mà cắt thì các bạn để ý không được cắt quá sâu, bởi vì lòi xong rồi đây. Xong rồi. Vậy là xong rồi. Đây là phần móng của chân trước. Có thể rớt một chút ra giường thì mình nhặt lại thôi. Làm cho chị Si nha. Bây giờ em có thể ngủ tiếp được rồi. Xong ngủ đi.